Nhằm đáp ứng nhu cầu giao dịch điện tử đối với mọi đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội Việt Nam đã triển khai đăng ký giao dịch điện tử cho cá nhân dưới 18 tuổi, chưa có chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân. Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành công văn số 702 về việc bổ sung hướng dẫn triển khai giao dịch điện tử đối với cá nhân, trong đó yêu cầu bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phố triển khai đăng ký giao dịch điện tử cho cá nhân dưới 18 tuổi chưa có chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân. Các đối tượng này có thể đăng ký thông qua tài khoản của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ. Lưu ý cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ cần có tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan bảo hiểm xã hội cách thứ hai là thực hiện đăng ký trực tiếp trên cổng dịch vụ công của bảo hiểm xã hội việt nam